Theo quy định của UEFA, các đội không có vé trực tiếp dự vòng chung kết Euro 2024 theo suất của hai đội dẫn đầu mỗi bảng tại vòng loại vẫn có thể đến Đức vào hè năm tới thông qua vị trí trên bảng xếp hạng tại UEFA Nations League. Tại ba league của UEFA Nations League A, B, C, mỗi league sẽ có 4 suất dự vòng chung kết Euro cho các đội có thứ hạng từ cao xuống thấp chưa có vé trực tiếp đến Đức. Do chủ nhà Đức đã được ưu tiên nên league A chỉ còn 3 suất. Ngoài ra, tại league A chỉ có Ba Lan và xứ Wales đang chưa có vé trực tiếp, nên một suất của League A sẽ được chuyển xuống cho League B, 4 thành 5. Tại League B, các suất dự playoff đang lần lượt thuộc về 5 đội tuyển gồm Israel, Bosnia và Herzegovina, Phần Lan, Ukraine và Iceland. Na Uy xếp ngay sau Iceland nên không còn cơ hội đến Euro dù chỉ là vòng playoff. Theo đó, giải đấu diễn ra trên đất Đức sẽ không có sự góp mặt của Erling Haaland, Martin Odegaard. Đây sẽ là thiệt thòi không nhỏ dành cho Haaland trong giấc mơ giành quả bóng vàng, bởi trong sự nghiệp, cầu thủ sinh năm 2000 vẫn chưa được dự giải đấu lớn nào ở cấp tuyển. Chân sút đang khoác áo Manchester City sẽ phải chờ đến năm 2026 khi World Cup được tổ chức. Tại vòng loại Euro 2024, các đội tuyển mạnh như Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp, Anh đều đã có vé đi tiếp. Trong khi đó, Italy vẫn đang nơm nớp lo lắng. Tại bảng C, Azzurri và Ukraine đang có cùng 13 điểm. Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 21 tháng 11, hai đội tuyển này sẽ quyết chiến để giành vé đến thẳng Đức Đức. Đội thua sẽ phải chơi vòng playoff đầy may rủi. Trước đó, Italy từng trải qua cơn ác mộng ở vòng playoff World Cup khi để thua Bắc Macedonia, qua đó vắng mặt ở hai kỳ World Cup liên tiếp 2018 và 2022. Thầy trò huấn luyện viên Luciano Spalletti chắc chắn sẽ chơi hết mình để sớm định đoạt số phận tại vòng loại Euro 2024.